Hôm qua ấy ở trên Facebook tôi đã đăng uh, những cái tin mới nhất uh, Fabrizio Romano The United Stand có chia sẻ bây giờ ấy là Con Jun phải xin lỗi, ok để xem là điều gì sẽ xảy ra. Nhưng mà những cái động thái chuyển nhượng ấy vào tháng riêng ấy nó ngày càng trở nên khả thi hơn. Đây là trích từ Fabrizio Romano, ok. Cá nhân tôi thực sự nghĩ rằng Con Jun tin rằng đó chỉ là lời xin nó không chỉ là lời xin lỗi mà là cần làm vụ việc nó rõ ràng hơn nó không phải là đến đó rồi xin lỗi rồi quay lại tập luyện ok và đây có lẽ là cảm giác chung uh, từ nhiều bên ok uh, Juventus không bình luận về tin đồn của con Jun thất tình họ hài lòng với nhiều lựa chọn vào lúc này tuy nhiên ấy một động thái vào tháng riêng ấy đang có vẻ là chắc chắn đối với con June thất tình Đây là những gì mà Fabrizio Romano nói Tất nhiên là tôi thay cái tên của cầu thủ với con dù Tại vì bản thân tôi tôi không muốn nhắc đến cái tên của cầu thủ này nữa Ok Thì tôi nói là gì Hồi rồi trước khi mà tôi đưa góc nhìn của tôi đi Tiếp này, những cái tin tiếp này Rob Dawson của ESPN nhé Đây lại là một nguồn khác nhé Eric Ten Hag vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ khả năng con Jun có thể tái hòa nhập lại với đội nhưng Man United đã cho rằng một lời xin lỗi mà nhận được bây giờ ấy nó không có tác dụng giống như một lời xin lỗi mà nhận được ngay lập tức vào tháng 9. Hoàn toàn đồng tình. Ok. Harry Maguire, Marcus Rashford và Luke Shaw đã thúc giục con Jun thất tình phải xin lỗi và bắt đầu quay trở lại Man United đi. Ok. Và đang có những cái lo ngại rằng ấy là tình hình hiện tại đang ảnh hưởng đến phòng thay đổi đến từ Rob Dawson của ESPN. Tại Man United ấy, ngày càng có cảm giác ấy là sự nghiệp ở Old Trafford của con Jun ấy đã có hồi kết. À, tiếp này, Matt Hughes của The Daily Mirror một lần nữa nhé, The Daily Mirror cứ từ từ rồi nhá, không phải là quá là đáng tin, ok? Nhưng mà Manchester United sẽ tìm cách để bán con Jun thất tình vào tháng riêng, ok? Cái này ấy, là hoàn toàn là nhất quán với tất cả những cái tin vừa rồi chúng ta nhận được đúng không? ngoài những nỗ lực mờ nhạt ở trên sân cỏ ra ấy à, và sân tập ấy và liên tục đến trễ, Ten Hag còn nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của con Jun đối với các cầu thủ là nguyên nhân gây lo hại. OK, nguyên nhân gây lo hại. Có phải lo hại? Tôi sẽ lỗi, lo ngại, lo ngại. ra ấy Cái câu nói này của Matt Hughes của The Daily Mirror này Nếu như ấy Mà con Jun ấy Nó Đến trễ trước đây Và đấy là cái mối lo ngại của Eric Ten Hag Và nó ảnh hưởng đến tất cả các đội bóng khác ấy À nhằm các cầu thủ khác ấy Thì chúng ta không học được thêm điều gì cả Ok Những gì mà Ten Hag nói ấy, Thì Nhầm tôi xin lỗi Matt Hughes nói ấy, Nó là sự lặp lại của thông tin thôi Nếu như mà đang nói bây giờ ấy đang có chế độ tập riêng Và cái sự tập luyện nó hời hợt ở trên sân cỏ và sân tập Kèm với cái việc là liên tục đến trễ Bây giờ ấy, bây giờ vẫn đến trễ Thì làm sao? Thì à, điều này không thể chấp nhận nổi Ok Không thể chấp nhận nổi Đây là điều mà chúng ta không thể chấp nhận nổi Từ con dung tất tỉnh đang trong giai đoạn cãi nhau tranh chấp như thế này ở đây, đúng không? Mà vẫn còn đến muộn. Thì liệu à, có đang tiếp tục đến muộn không? Lời nói của Matt Hughes khá là không rõ ràng. Ok? Lời nói của Matt Hughes khá là không rõ ràng. Nhưng mà làm sao? Nhưng mà gì? Nhưng mà... Nếu như mà đây là những gì mà tường thuật lại và những cái diễn biến trước đây ấy thì cái phần trăm con dung thất tình quay trở lại Man United đấy có thể nó vẫn còn. Có thể nó vẫn còn. Ok. Tuy là rất thấp. Nếu như mà những gì mà liên quan đến tập hời hợt và đến muộn ấy. Nó là những gì mà đã xảy ra trước đây và đang đang từng thuật lại. Đối với tôi cái việc con dù thất tình quay trở lại Man United là 10% 90% là rời câu lạc bộ rồi Ok Chưa đến mức mà đọc thần chú <laughs> Chưa đến mức đọc thần chú Có thể đến một lúc nào đấy tôi sẽ đọc thần chú Nhưng mà làm sao Nhưng mà Nếu như mà đây là những điều mà mới xảy ra Trong khi mà đang cãi nhau này với Eric Senna Và tiếp tục đến muộn tiếp Và tiếp tục tập hời hợp tiếp Thì tôi xin lỗi có lẽ phải đọc thần chú nhưng mà tôi nghĩ nó là cái trường hợp đầu tiên chứ không phải là trường hợp thứ hai ok thần chú của tôi hiện tại 70% mươi stats kpi là 70% mươi ok bảy mươi phần độ chính xác ấy là 70% mươi đúng không à... đấy thì thì đây là những gì mà chúng ta cần biết liên quan đến con dung tình bảo đi đến đâu á thì chúng ta biết được rồi đấy Fabrizio Romano vừa mới bảo ấy là Juventus không có bất kỳ một cái comment gì cả liên quan đến con dung tỉnh tình đúng không Uh, có những cái gọi là link giữa hình như là The Sun uh, giữa con dung thất tình là UV tôi không tin vào cái vụ đấy nó chỉ là uh, đơn giản là vì MU có gọi là tiền sử uh, ship cầu thủ sang UV như là Paul Pogba rồi đúng không cho nên là bây giờ UV được link trong một cái giai đoạn mà không có bóng đá thế thôi nói chung là nó dễ hiểu còn à tôi nghĩ khả năng cao ấy là Brazil Dortmund Hôm qua tôi thấy hình như cũng có những cái nguồn tin cho hay ấy là làm sao hình như là từ Rob Dawson của ESPN thì vậy là Man United sẵn sàng chi trả một phần lương trong số tổng lương là 300.000 bảng một tuần của con Jun thất tình để đưa được cầu thủ này rời khỏi Manchester United vào tháng 1 dưới dạng đã thuê. Ok, và cái này đúng là những gì mà chúng ta đã phân tích thôi, đúng không? Tôi đã bảo rồi, MU mà muốn đưa con Jun thất tình ra khỏi câu lạc bộ ấy, chả có ma nào trả hết 300.000 cả. MU phải trả một phần, và trả một phần này ấy, thì à, hãy coi như à, cái benefit cái lợi ích ở đây ấy, là hai mặt mà đầu tiên ấy, là bạn tăng giá trị cầu thủ thà có một cái cầu thủ đi đá 6 tháng sau đấy quay trở lại MU còn bán được còn hơn là để một cái cầu thủ mà ngồi dự bị giá trị nó đi xuống cũng không thể nào, không thể nào bán được hoặc bán rất, rất 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 rẻ ok một cầu thủ mà vẫn được coi là có triển vọng và trẻ như thế này ấy, thì mình vẫn cần phải bán với mức giá nó phù hợp đây là điều đầu tiên mà các bạn cần biết điều thứ hai ấy, và cái lợi ích thứ hai ấy, và cái việc mà bạn đưa được ship được cái uh, cái cầu thủ này đi nước ngoài này này nó làm sao nó giúp cho phòng thay đổi của Eric Ten Hag Eric Ten Hag đỡ phải quản lý thêm một cầu thủ nữa tự dưng bây giờ Eric Ten Hag đang phải điều phối hai ba huấn luyện viên đi kèm cái thằng này đúng không để cho để để tập riêng cho nó để có chế độ tập uh, tập huấn riêng thì bây giờ thay vào đấy lôi lại hai ba cái ông huấn luyện viên này này và tiếp tục bổ sung hỗ trợ hoặc là kể cả dùng để hỗ trợ những cầu thủ trẻ vì sao mình phải dành resources có nghĩa là tài nguyên vì sao mình phải dùng dành công sức uh, thời gian để đi hỗ trợ một cầu thủ ấy mà bây giờ cái tương lai của họ không còn với câu lạc bộ nữa đúng hay sai nếu như mà ship được cầu thủ này đi ấy, vào tháng 1 đấy mình dùng những cái tài nguyên những cái thời gian những cái công sức như này này và những cái chất xám này này để đi mà hỗ trợ những cầu thủ như là Ahmed, như là Que Tâm Nam Mỹ, như là ai? Như là Kobe Menu. Đúng không? Đúng không hay sai? Thì đây ấy là một cái quyết định rất chính xác và bây giờ chúng ta đang nhận ra được là ok rồi truyền thông bây giờ đang đưa ra những cái tin ở đây. Nhưng mà ở trên Việt sao chúng ta đã phân tích cái này cách đây khoảng bao nhiêu? 2 3 tuần rồi. 2 3 tuần rồi chúng ta đã phân tích những cái tin này rồi nhưng mà bây giờ truyền thông ấy và cái này là sẽ là các bạn sẽ thấy nhá đây ấy sẽ là một cái trend rất là rõ ràng ở ở trên gọi là ở trên thị trường và 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 và, và nội dung từ bây giờ trở đi như là những cái fan channel như là Viet Devils này hay là The United Star này chúng ta sẽ phân tích tất cả những cái này ấy, trước khi mà tin chính thức được đưa ra đây là lý do vì sao ấy mà tôi muốn giới thiệu cho các bạn ấy cái cái thần chú đó là cháy rồi đây đúng không nó tôi không phải tôi bịa ra cái này cho nó vui tất nhiên ấy, tôi bịa ra cái này một phần cho nó vui nhưng mà một phần ấy là chúng ta hoàn toàn có thể phân tích được và dựa theo lập luận logic và làm sao chứng cứ và cơ sở để chúng ta đưa ra được một cái nhận định mà chúng ta cảm thấy rất là chắc chắn thực thư thế nào ấy thì có nhiều thứ ở sau cánh gà chúng ta không để dự đoán được nhưng mà nếu như mà bạn chỉ có dùng tư duy phản biện logic và lập luận thôi thì bạn có thể phần nào ấy, kết luận được một số tin trước khi mà truyền thông viết ra là tin thực tế cái này là cái mà tôi muốn các bạn lưu ý và các bạn để ý từ the United States cho đến Viện Devils khi mà chúng ta phân tích đủ sâu đủ kỹ đủ chặt chẽ chúng ta sẽ dự đoán được tương lai đây là lý do vì sao ấy mà chúng ta có đầu tư đúng không chúng ta có kinh doanh đầu tư người ta phải phân tích thị trường phân tích rủi ro bla 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 hết rồi người ta mới dám đầu tư luôn luôn có một cái rủi ro gì đấy mà người ta mới dám đưa ra nhận định tương tự như Manchester United và những cái tin và những cái phân tích về MU thôi à, đấy thì đấy là đấy là góc nhìn của tôi liên quan đến những cái tình hình mới nhất về con dung tất tình và chúng ta đã chúng ta đã chúng ta đã đưa ra cái nhận định này với nhau rồi không? tôi đã lên trên này tôi ngồi với chat nói chuyện với các bạn và chúng ta cùng kết luận là, là làm sao là là Manchester United sẽ phải hỗ trợ một phần lương của con dung thất tình để đưa nó đi cho bằng được tại vì điều này ấy, cái việc nó đi ấy, nó sẽ đem lại nhiều lợi ích cho MU giá trị cầu thủ sẽ tăng hỗ trợ việc bán ngoài ra ấy làm sao là uh, giúp được phòng thay đồ, uh, giúp củng cố được văn hóa trong phòng thay đồ và thêm một cái điều nữa là làm sao giải tỏa được những cái tài nguyên, chất giám thời gian của bộ phận huấn luyện viên để có thể hỗ trợ những cầu thủ khác.